Từ lúc bước chân vào nghề ca hát trong những ngày đầu của thập niên 1960, ca sĩ Lệ Thu là một trong những ca sĩ được nhiều người biết đến nhất. Vào giữa thập niên 1960, sau khi trình diễn một số nhạc phẩm bất hủ như Tình khúc thứ nhất, Nước mắt mùa thu, Nửa hồn thương đau, Xin còn gọi tên nhau và Hương xưa, Lệ Thu đã thực sự tạo cho mình một chỗ đứng vững vàng trong lòng người thưởng ngoạn. Các giới chức truyền thông đã không ngừng phỏng vấn Lệ Thu và truyền thanh tiếng hát của cô trên làn sóng điện. Vào năm 1980, ca sĩ Lệ Thu đã sang định cư tại Hoa Kỳ và giờ đây cô làm chủ một công ty sản xuất băng nhạc riêng, Lệ Thu Productions Incorporated. Là một ca sĩ được nhiều người trong cộng đồng Âu Lạc tại hải ngoại lẫn quốc nội ngưỡng mộ, tiếng hát Lệ Thu sẽ mãi mãi làm rung động những trái tim của những người yêu mến tiếng hát của cô trên khắp thế giới. Vào năm 1996 tại Long Beach Convention Center, California, trong đêm nhạc hội từ thiện, những vết tiền thân và tình ca quê hương, nhiều ca sĩ thượng thặng trong cộng đồng Âu Lạc đã trình diễn để ngợi ca những nét đẹp trong những vần thơ của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Trong buổi văn nghệ này, ca sĩ Lệ Thu đã trình bày nhạc phẩm Ta Thương Người, thơ của Thanh Hải Vô Thượng Sư do nhạc sĩ Phượng Vũ phổ nhạc. Gần đây tại Fresno Convention Center, ca sĩ Lệ Thu đã một lần nữa trình diễn thơ của Thanh Hải Vô Thượng Sư bài Làm Sao Xa do Trần Quang Lộc phổ nhạc. Nhà văn người Pháp đã nói, yêu nhau không phải chỉ nhìn nhau, mà cùng nhìn về một hướng. Giải thoát và những giây phút chia tay bao giờ cũng khó. Gặp nhau đã khó, mà xa nhau càng khó gấp bao lần. Như mấy trăm năm về trước, Lý Thương Ẩn đã từng đau đớn thốt lên, tương kiến thời nan, biệt diệt nan, để nói lên sự khó khăn của những giờ ly biệt. Nhìn quanh sao vô cùng lưu luyến, chia tay lòng dấu đành đã bao năm âm thầm, muốn xa người mình thương nhưng chân chìm bước ngựa, con tim thật khó. Còn tôi không thể bỏ nguồn sáng tim thắp đầy, bước chân bên thềm cửa chợt ngoảnh mắt nhìn quanh, chợt ngoảnh mắt nhìn quanh, về phía nào cũng khổ, có gì hơn chia tay. Sao vô cùng lưu
nơi mình thương, nhưng chân chim bước ngựa, con tim thật khó lừa. Cần người vợ hiền cho ngày dài khóa khuây, còn tôi không thể bỏ nguồn sáng tim thắp dậy. Bước chân bên thềm cửa chợt ngoảnh mắt nhìn quay, chợt ngoảnh mắt nhìn quanh, về phía nào cũng khổ, khó gì hơn chia tay. Xin kính chào Vô Thượng Sư Thanh Hải và quý vị. Kính thưa Thiền Sư và tất cả quý vị có mặt ở đây. Buổi tối hôm qua, tôi có một buổi trình diễn tại San Jose, buổi trình diễn nhạc thính phòng. Và sáng hôm nay, tôi phải dậy thật sớm để đi bằng đường bộ tới đây. Trong khi chúng tôi đi, chỉ có hai người thôi. Anh Lộc là người đã đưa tôi tới đây. Trên đường gần tới đây thì tự nhiên tôi nhìn lên trời và tôi thấy một đám mây. Không phải là những cái vòng ngũ sắc, mà là một đám mây tụ lại ửng hồng, đỏ, xanh, vàng, tím, rất là nhiều màu. Và tôi có chỉ cho anh Lộc biết là, ủa tại sao kỳ vậy? Đây không biết là điểm gì cả. Thì anh Lộc cũng la lên không biết tại sao. Và tôi chợt nghĩ đến trong đạo Công giáo, khi Chúa Hải Đồng ra đời thì ba vị vua được báo tin cho biết là ở phương Đông có một Chúa Hải Đồng vừa ra đời, và cứ theo cái ngôi sao chỉ đó mà đến. Thì tôi nghĩ rằng là không lẽ đây là điểm trời. Và khi anh Lộc và tôi vừa mới đến đây thì đám mây đó dần dần tan mất. Và tôi nghĩ đó là cái điểm đã chỉ dẫn cho những người như chúng ta đã có một thiền sư soi đường. Và nếu anh Lộc có ở đây, xin anh Lộc cùng tôi xác nhận cho quý vị đã biết và mô tả cho quý vị biết rất là lạ. Và trong khi chờ đợi thì Lệ Thu xin Ngài hãy tiếp tục con đường đạo của Ngài, và xin Ngài hãy tiếp tục là một bó đuốc soi đường cho tất cả các đệ tử cùng noi theo Ngài. Thấy trên, thí dụ như mình đưa chạy xe gì thì cái chỗ mà cái hội trường của mình thì nằm với kia, thì hầu như giống như là nó ngay trên mà trên xuống ngay xuống rất là đẹp. I forgot to tell you that the location of the clouds was just right above where we were driving. Keep driving right above this location here, right above it. It's incredibly
How, I don't know how to say that. But thank you for bringing it up. Cảm ơn anh Lộc là anh đã là người làm chứng cho tôi thấy cái chuyện đó. Và một lần nữa xin chúc mừng ngài. Đó là điểm trời. Lệ Thu xin kính chào quý khán giả của chương trình Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh. Khi mà những người trong ban tổ chức có mời Thu tham dự trong cái buổi này thì nói là một vài muốn làm ngạc nhiên cho Vô Thượng Sư Thanh Hải, thì Thu nghĩ là chắc chỉ độ vài người thôi. Nhưng mà không ngờ trong có một ít thời gian, khoảng có vài tiếng đồng hồ mà tập trung được đến cả hơn 5.000 người. Đó là một cái điều mà ít ai có thể làm được. Thu vô cùng thán phục. Và điều thứ hai nữa là cái bài hát mà do nhạc sĩ Trần Quang Lộc phổ thơ của Vô Thượng Sư Thanh Hải. Quả thật bài này Thu rất thích, bởi vì thích hợp với lại Lệ Thu. Và Thu trong tương lai Thu sẽ thâu băng và sẽ hát tiếp tục. Nếu mà chỉ nghe những lời tuyên dương, những lời ca tụng của Vô Thượng Sư Thanh Hải thì mình sẽ hồi hộp lắm. Nhưng mà đến khi đến gần người thì mới thấy là thiền sư vô cùng thân mật, vô cùng dễ thương. Và chính cái điều đó đã làm cho Thu được bạo dạn hơn khi mà trình bày bài hát của người. Bước chân bên thềm cửa, chợt ngoảnh mắt nhìn quanh, sao vô cùng lưu luyến, chia tay lòng sao đành. Đã bao năm âm thầm muốn xa người mình thương, nhưng chân chim bước ngựa, thật khó lường. Tôi mơ đời tự do, nhưng yêu anh vô bờ. Tôi muốn mình chia gối, nhưng tháng mọi năm hờ. Ta phải làm gì đây? Đời sao mệt nhoài, anh cần người vợ hiền cho ngày dài khóa khuây. Còn tôi không thể bỏ nguồn sáng tim thắp dậy. Bước chân bên thềm chợt ngoảnh mắt nhìn quanh, chợt ngoảnh mắt nhìn quanh.